Hello anh em, mình là Kiên Mô Tôn. Ở cái clip hôm nay thì mình muốn chia sẻ với một số anh em mà có thắc mắc về cái bộ ổn định điện version 2 này. Ở trong thời gian qua thì mình có giới thiệu và có ship hàng cho anh em. Còn một số anh em mà chưa lắp những cái bộ ổn định điện như thế này trên chiếc xe của mình ấy, thì anh em có thắc mắc thì ở clip này thì mình sẽ giới thiệu và chia sẻ lại cho các anh em nào mà chưa lắm được cái bộ ổn điện version 2 này. Thì hiện tại là mình có lắp ở trên xe đây nha anh em nhé. Thì mình đã lắp trên xe rồi thì mình không rút nó ra nữa mà mình sẽ chia sẻ luôn trực tiếp vào đây, nó sẽ như thế này. Còn cách thức lắp như nào ấy thì các anh em có thể coi trên cái clip mà hướng dẫn lắp cái bộ ổn định điện đó. Thì hiện tại bây giờ cái bình của mình đang đo là 12V88, thì mình dùng một con đồng hồ Victor VC890C+, cái đồng hồ này rất là chuẩn anh em nhé. Thì đây là cục sạc zin trên xe của mình đây đó, anh em tháo trên xe của anh em ra biết thừa cục sạc zin nó như nào. Đây thì nó vẫn đủ là xanh, vàng, trắng, đỏ đó. Thì cái dây mát thì mình bấu luôn vào dây mát ở cái con nạp này. Dây dương thì mình đấu luôn ở cái bình cực bình ống quy. Thì đây là mình sẽ show cái xe của mình cho anh em coi. Thì ở cái clip lần trước ấy thì mình có test nặng là 80W. Ở cái clip lần này ấy thì mình chỉ test là 40W thôi. Thì thường anh em là toàn đi một cái bóng pha theo xe hay là một cái bóng led thôi. Đó, có một số anh em là cứ hỏi mình là bóng halogen có được không thì đều ok nhá. Cái bóng halogen nó chỉ có 35W là nặng thôi, còn thường là bóng zin nó chỉ có 20W và 25W thôi, 18, 25 và 35. Đó, cái bóng này của mình là 40. Clip lần trước thì mình có lắp thêm một con L4X vào đây, nó đi nó sáng quá nên mình có tháo ra. Đó, thì mình show qua một vòng cho cái xe của mình cho anh em coi. Không có một cái dây điện nào kết nối từ nguồn sạc từ ngoài vào nha anh em nhá. Đó. Rồi ok, thì để cái cách thức đo ấy, thì là mình sẽ chia sẻ với anh em. Thì ở đây mình sẽ đo bằng cái đồng hồ thang điện tử ở đây. Thì mình để thang 20V, ở đây có chữ DC nha anh em đây. Đó, hiện tại là nguồn điện ở trên bình ắc quy của mình nó đang báo là 12,86V. Thì mình xin phép là mình sẽ bật chìa khóa lên và mình đề nổ cái xe này của mình. Và mình sẽ vặn ốc gang ti lên một vòng anh em nhé. Đó, mình sẽ không can thiệp gì đến tay ga. Và mình sẽ làm ở đây là mình sẽ luôn luôn để cái máy đây, mình sẽ test cho anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên là nó đã tụt này. Đó, bật chìa khóa lên là cái nguồn điện đây nó sẽ tụt ở bình rồi. Bây giờ là mình sẽ bấm đề. Mình chờ lỗ một tí để cho cái nguồn điện nó hồi về như vị trí ban đầu của nó là 12V 8 mấy đó. Đó, nó đã hồi lên rồi ạ. Thì mình xin phép chia sẻ với anh em là cái cục sạc của cái xe Honda, xe zin bản theo xe ấy, là cái nguồn nạp nó sẽ cấp vào cái bình ắc quy này là dưới 15V hoặc là từ 15,5V cho đến dưới 15V anh em nhé. Và nó sẽ là từ 13,5V cho đến 15,5V. Đó, đây là nguyên tắc của cái đường sạc của cái dòng Honda này. Thì bây giờ cái nguồn điện nó đang ổn định là 12,79V anh em nhé. Thì mình xin phép là mình sẽ vặn lên một vòng gang ti. Một vòng gang ti này nó sẽ tương đương khoảng là anh em sẽ đi được tầm khoảng 20 cây số một giờ gì đó. Thế thôi ạ, nó chỉ được khoảng 20 cây số một giờ thôi. Nó không thể nổ to hơn được đâu. Thì anh em muốn biết là một vòng gang ti nó nổ to bằng nào thì anh em có thể vặn ở trên cái xe của mình đó. Thì mình làm clip này hoàn toàn là mình không can thiệp gì đến tay ga, mà mình chỉ can thiệp ở trên cái ốc gang ti đấy thôi, cho nó ra một cái tiếng lổ nhất định. Đây là mình sẽ vù ga lên anh em nhé. Đó, mình vù ga lên đó. Thì mình bỏ tay ga ra đấy. Mình sẽ luôn luôn để ở ốc gang ti như này, là mình sẽ không quay gì đến là mình chỉnh nha anh em ơi. Đấy, cái đường điện của xe của mình đang nạp vào cái bình ắc quy của mình đây là 15,30V, là 15V3 anh em ơi. Đó, để mình sẽ quay sang cái thang 200 này cho anh em dễ phân biệt này. Đấy, 15V2. Như thế này là chuẩn luôn anh em nhé. Rồi ok. Thì bây giờ là hiện tại là cái xe của mình đang chưa bật đèn pha. Đó, anh em nhìn là 15,2V. Mình quay sang cái thang này. Đấy, 15,33. Và cái thang 200 nó sẽ làm tròn là 15,2. Ok. Rồi bây giờ là mình xin phép là mình sẽ bật đèn lên. Mình quay sang bên này là đợi khói mắt đã vào nhà.
giữ nguyên là 15.3 này. Đó. Bây giờ mình sẽ nhảy sang thang 200, thang 20 này. 15.740. Thôi cứ để cái thang này cho ngay từ đầu anh em nhé. Rồi ok. Đó, điện nó đang cột xuống rồi đấy ạ. Bây giờ là mình tiếp theo là mình sẽ tắt đèn đi này. Đó, mình tắt đèn đi, điện nó sẽ về là 15.34. Ok, bây giờ là mình sẽ bật đèn lên nhá. Đó, 15.50, 15.48. Ok, anh em là thấy nó ổn định điện chưa ạ? Rồi. Đó, đấy là cái ổn định điện bên mình có giới thiệu và ship hàng cho anh em trên toàn quốc. Ok, bây giờ là mình đang bật đèn này. Đó. Mình quay luôn vào đây anh em nhìn thấy ánh sáng ở trên cái tủ lạnh của nhà mình. Đó. Là 15.43 anh em ơi. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ tắt này. Đây, mình tắt. Đó. 15.37 anh em ơi. Đó, anh em đã thấy cái sự ổn định của cái con ổn định điện như này chưa ạ? Ok, bây giờ là đang là 15.40 nhá. 15.39 gọi là 15.40 đi. Cái này thì nó sẽ lên xuống, nó do cái con nạp này nó quyết định anh em nhá. Rồi ok, 15.40 rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ bật đèn lên này. Đó, mình đang để lớp pha nha anh em nhá. Đây là pha này, cốt này, pha này. Đó, cái em pha ở đây, báo pha đây là sáng rồi anh em ơi. Đây là mình tắt đi này. Đó, có pha này, đó. Thì là nó đã, mình đang để pha. Thì dòng điện nó vẫn cứ đảm bảo cho mình là 15.40. Đó, nó đang dao động đây anh em ạ. Ok, bây giờ là mình xin phép là mình sẽ tắt máy đi. Mình tắt máy đi để cho điện nó hồi về đúng mấy cái giá trị điện ban đầu trên cái bình ắc quy của mình. Đó, mình bỏ cái dây này ra còn nó cháy mất cái dây này của mình, cái bô nó sẽ nóng. Ok anh em đã thấy cái sự khác biệt giữa khi mà mình bật đèn và khi mà mình chưa bật đèn là nó như thế nào đúng không ạ? Đó, nhờ cái bộ ổn định điện này anh em ơi. Đó, đây là mình test thực tế trên cái xe này của mình. Và bây giờ tiếp theo ấy thì mình sẽ để gang ti xuống, thì mình sẽ hướng dẫn anh em đo kiểm cái đường nạp mà không có nạp anh em nhé. Rồi ok, thì bây giờ là mình xin phép là mình lại nổ máy lên và mình cho có nhỏ gang ti xuống, mình cho nhỏ gang ti xuống anh em ơi. Đó, để nó về cái nấc gang ti như ban đầu. Anh em nghe tiếng nổ thì anh em cũng có thể biết được. Đấy, mình để nổ rất là nhỏ. Ok, thì bây giờ là cái nguồn điện của mình ở bình ắc quy hiện tại đang báo là 12.83 về như lúc đầu của nó. Đây mình sẽ bù ga lên nha anh em ơi. Đó, điện nạp nó đang nạp vào đấy. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cái cách mà đo cái đường nạp như thế nào là cái đường nạp zin và hiệu quả ở trên xe anh em nhé. Thì có một số anh em ấy có thắc mắc là điện xe của các bạn ấy yếu, điện xe của mình khỏe, thì mình ở trên clip này mình sẽ test luôn cho anh em thấy. Thì để đo được cái điện từ máy lên ấy, nó khỏe hay yếu thì anh em sẽ quay về cho mình ở cái thang 200 này ở điện xoay chiều anh em nhé. Rồi ok, thì bây giờ là cái xe của mình đang để gang ti và mình sẽ test là gang ti và 3/4 ga. Đó, thì bây giờ là mình sẽ về thang đo xoay chiều anh em, đấu chiều dâm, chiều dương, chiều nào cũng được nhá. Thì mình cứ làm cho nó đúng màu dây đi, là đỏ sẽ vào trắng và đen sẽ vào màu xanh này. Đây mình đã kết nối ở màu xanh rồi, bây giờ mình sẽ kết nối ở màu trắng. Ok, bây giờ là nguồn điện ở gang ti ở xe của mình nó đang cấp là 13.7V, gọi là 14V đi, nó sẽ nhảy đó, sẽ là 14V. Thì bây giờ là mình sẽ ga lên, đây là mình đang đo điện máy lên nhá, điện nguồn sạc anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ ga lên. Đó anh em thấy nó lên đến 50V luôn. 50V luôn.
zin anh em nhé, chứ không có cải độ gì đâu ạ. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ chuyển sang cái nguồn điện đèn của mình. Bây giờ chuyển sang nguồn điện đèn nó báo là có 10V. Mình sẽ ga lên cái mức 3/4. Nó yếu hay không ấy là nó do cái con này này. Đây là do tính chất làm việc của cái con sạc này. Đó, thì cái nguyên lý hoạt động của cái bộ ổn định điện của mình ship cho anh em đây là gì? Thì là ở trên cái xe này của mình là lắp thêm cái con ổn định điện như thế này. Thì khi anh em đi ở chế độ bình thường không bật đèn ấy thì cái dòng điện là sẽ nạp vào bình là điện zin bản theo xe, thì cái bình ắc quy của các bạn nó sẽ bền. Đó, còn cái cơ chế làm việc là gì? Khi anh em bật đèn lên thì cái thằng ổn định điện này nó sẽ làm việc. Nó ổn định điện cho cái bộ này và cái bộ này nó tiếp tục nạp vào trong này, thì luôn luôn cái thằng bình ắc quy của các bạn đủ điện thì suy ra là xe anh em đi thoải mái không bị hết điện. Ví dụ như trên cái xe này của mình, cái dòng điện nó như thế nó sẽ đảm bảo cho cái xe này của mình xài một cái bóng led 40W chạy cả ngày lẫn đêm không hết điện. Đó, còn nếu như anh em có thể lắp thêm một cái cây trợ sáng L4X hay là một hai cây gì đó thì anh em đi thoải mái không lo. Ở vì cái clip lần trước ấy thì mình đã chia sẻ với anh em rồi, nhưng mà nó chỉ là cái con ổn định version 1 thôi. Còn lần này thì mình đã lắp lên con version 2 và mình muốn chia sẻ cho anh em. Đó, thì anh em đi gym đi quay thì cứ yên tâm thoải mái mà chạy. Mình khẳng định luôn là thoải mái mà chạy. Đối với những cái xe gym Việt hoặc xe Quay Alpha đời mới bây giờ anh em thoải mái mà chạy. Còn những cái xe gym Thái ở đời ngày xưa và những xe gym tàu, anh em ơi, xe gym tàu thì nó sẽ có hai loại điện. Thứ nhất là điện 6 cuốn và điện 2 cuốn. Thì nó còn phụ thuộc vào xe người ta đi lâu năm quá thì có thể cái nguồn điện nó kém thì nó sẽ dòng điện nó sẽ không được như ý. Kể cả nếu như anh em có lên cục sạc Attila nhé thì cái dòng điện đó cũng không như ý, trừ khi anh em cải lại cái bộ điện, anh em có thể là thay bộ quận điện khác. Còn nếu mà trên cái xe của mình mà hình thức nó vẫn còn được tương đối như cái xe này của mình đây, cái dòng điện nó vẫn khỏe. Ví dụ như cái đường điện mình đo ở trên cái xe của mình, cái dây trắng nó lên đến 60V và cái dây vàng đây của mình nó cũng lên đến 50 mấy V. Đó thì là cái nguồn điện của các bạn khỏe. Còn nếu mà cùng cái xe như này mà anh em ga lên mà nó chỉ lên được 30V ở cái dây trắng ở chế độ mà không sạc này nữa thì như thế gọi là yếu anh em ạ. Thì cái đấy thì anh em cũng nên phải kiểm tra lại cái bộ điện của mình đi. Còn cái xe của anh em mà đang bình thường ngon lành như này thì anh em chỉ việc lên một cái con ổn định điện version 2 như này. Bên mình hiện tại đang bán tại chỗ là 100.000 đồng chẵn. Đó, còn mình sẽ ship cho anh em trên toàn quốc. Thì cách thức ship như nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0165614 6888, gặp Kim Motul thì mình sẽ tư vấn và giải đáp trực tiếp cho các anh em. Thì cách thức lắp như thế nào á thì anh em hãy tìm đến cái clip mà lần trước mình có hướng dẫn anh em là lắp cái ổn định điện như thế này. Cách thức là con version 1 và version 2 lắp đúng như nhau, nó chỉ khác nhau về cái nguyên lý làm việc ở trong này và cái mạch ở trong này thôi. Đó anh em ạ. Thì có một số anh em nói là sạc Attila mà không đủ điện hay sạc ẹc 150 mà không đủ điện ấy thì cái gì đủ điện. Đó thì trên cái clip này mình sẽ không nói nhiều. Thì anh em nhìn vào đây thì anh em cũng đã đủ hiểu. Thứ nhất là chi phí sẽ quyết định 90%, còn 10% lại là do anh em thôi anh em ơi. Cái này của mình có 100.000. Có một số anh em có phản hồi lại với mình là bạn ấy đã lắp cục sạc Attila zin và công tháo lắp xe để làm hoàn thiện lên đến 650.000. 650.000 mà cục này chỉ có 100.000 thì anh em sẽ chọn cái nào? Thì cái này thì có thể là do người ta bị làm đắt nhá. Còn thường là cái cục sạc zin của Attila nó chỉ rơi vào tầm khoảng 500k. Nếu như anh em không tự làm được, anh em ra thợ ấy, thì là thợ sẽ làm cho với cái công là 50.000. Chính xác luôn là 50.000. Ở đây mình cũng can thiệp cho anh em là sẽ là 50.000 tiền công. Đó, chính xác luôn như vậy. Vâng, anh em đã chú ý theo dõi cái kênh của mình xin chân thành cảm ơn. Mình là Kiên Motul. Hẹn anh em ở cái clip gần nhất.